màu đỏ đô đỏ hoa hồng rất là sang trọng tới cho các chị yêu nhà mình đây ạ. Thiết kế dáng áo dài giá hội 2 trong 1 vô cùng sang trọng, vô cùng tiện dụng tới cho các chị yêu nhà mình nhá. Màu đỏ là một gam màu rất là tươi tắn, rất là may mắn tới cho những buổi tiệc vui, sự kiện hay đi làm xui đúng không ạ? Và các chị ơi, chị nào đang cần bổ sung gam màu đỏ, nhanh chóng bổ sung ngay chiếc áo dài giã hội này vào trong tủ đồ cho em với nhá. Vừa mặc đi làm xui này, đi tiệc tùng, sự kiện cuối năm hay chụp hình Tết đều rất là ok luôn đúng không ạ? Với nhiều size từ size M tới size 3XL nhá. Phần cổ của mình sẽ là thiết kế dán cổ vuông, cổ tròn ạ. Hoa được kết trên nền đầm, kết chỉ rất là chắc chắn luôn ạ. Phần hoa và phần đá được kết rất là chắc chắn cho nên là các chị nhà mình yên tâm ạ. Phiên bản tay dài vô cùng sang trọng, thanh lịch,